Xin chào các bạn, hiện tại đang là khoảng 1 giờ sáng và mình đang chuẩn bị cho một cái thử thách rất là khó khăn. Bắt đầu thế nào nhỉ? Đầu tiên là mình muốn giới thiệu với các bạn một đoạn video ngắn ở trên YouTube đã. Đoạn video này được đăng tải cách đây khá lâu rồi trên YouTube với cái tên là Niên Kết. Và nó cứ chạy như này khoảng 10 tiếng liên tục. Đây các bạn có thể thấy là đoạn thời gian đây 10 tiếng, ok. Và điều bất ngờ là đã có một thanh niên chạy cối. Anh ấy đã ngồi xem bằng sạch từ đầu đến cuối cả video Niên Kết này. Đây, các bạn có thể thấy là anh ta đang ngồi ăn. Và cái đầu ngồi bên cạnh, anh ta ngồi đây từ đầu đến cuối video này luôn, xem hết một mạch. Nhưng mà chưa hết, có một thanh niên nữa chạy cối hơn. Cái anh này lại ngồi xem lại cái anh kia, cũng đủ 10 tiếng, không nghỉ. Và hôm nay thử thách của mình có thể các bạn đã đoán ra đó là mình sẽ là người thứ ba ngồi xem hai cái anh kia. Nhưng mà tất nhiên là mình sẽ không chỉ là ngồi xem bình thường, mà các bạn có thể thấy trên bàn mình đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6 anh chàng đang xếp hàng đợi sẵn đây. Và tất cả đều đang ở trong tình trạng đầy pin 100%. Đó. Đây chúng ta có Galaxy S6s này. Đây là Xiaomi Redmi Note 3, đây là HTC One A9. Đây là Asus Zenfone Max. Đó. Đây là Xiaomi Redmi 3. Và cuối cùng là Sony Xperia Z5. Vâng. Như các bạn đã biết thì chúng ta có HTC One A9 với dung lượng pin thấp nhất là 2150 mAh. Đến Galaxy S6s là 2600 mAh. Sony Xperia Z5 có dung lượng pin là 2900 mAh. Xiaomi Redmi Note 3 thì là 4000, Redmi 3 thì 4100, và cuối cùng là Zenfone Max có dung lượng pin lên đến 5000 mAh. Thứ tự đó mình đã đánh dấu từ thấp đến cao. Zenfone Max xếp thứ nhất với 5000 mAh. Nhưng mà tương ứng với những mẫu này thì chúng ta có giá tiền này. Đấy, các bạn có thể thấy đây. Cái mức giá này chỉ là mức giá tham khảo nhé. Và công việc của mình đó là ngồi xem Niên Kết 10 tiếng đồng hồ. Thực ra là chắc cũng chả đến 10 tiếng đâu, chỉ là đến khi nào mà tất cả các chiếc điện thoại ở đây hết sạch pin thì thôi. Nhưng mà nói chung là cũng khá là căng đấy, tại vì là với chiếc Zenfone Max hôm trước mình xem video liên tục trong vòng 5 tiếng đồng hồ mà nó mới hết có 50% pin thôi. Khá đáng sợ. Và để tránh gian lận cũng như là cho các bạn có thể theo dõi được toàn bộ quá trình mình thực hiện video này, thực hiện cái thử thách này ấy, thì mình có setup ở đây. Đây là máy quay để quay vào mặt mình. Những lúc mà mình cần nói gì đó, cần tâm sự gì với các bạn thì mình sẽ nhìn thẳng vào đây và mình nói. Còn cái này là để mình báo cáo với mọi người là mình vẫn còn sống sót. Cái này ở đây thì mình sẽ bật một cái đồng hồ lên. Đó, đồng hồ này sẽ chạy theo thời gian thực. Và ở đây nó có đếm giờ. Mình reset tức là nó sẽ bắt đầu đếm từ 0. Ok. Và cuối cùng là ở đây, một setup GoPro đã được trang bị pin đầy đủ để có thể ghi hình liên tục trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Bây giờ bắt đầu thôi nha.